Mình xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu một món canh sầu riêng nha. Sầu riêng non. Ở đây là có 200 cà ram, khoai lang, củ cà rốt 200 g, bí đỏ cũng 200 g, khoai môn cũng 200 g, đậu hồng thì 50 g. Rồi mộc chai này cũng 200 g, 200 cà ram sầu riêng nha. Ở đây là có 300 cà ram nấm rơm với nấm đùi gà to nha, giờ mình đưa ngâm nước muối. Đây nè, các bạn cứ khi mà ở nhà mình có sầu riêng á, nhà vườn có sầu riêng rụng á thì mình đừng có bỏ qua, phí lắm, uổng lắm. Rồi sầu riêng non á, rồi mình lấy ra mình sẽ cho vào, mình chặt ra rồi mình sẽ cho vào ngăn đông đá. Rồi khi nào mình muốn ăn chè hoặc ăn cái gì á thì mình cho vô, tại sầu riêng này nó cũng không ngọt mấy, những người tiểu đường có thể ăn được nha. Còn sầu riêng chín quá đó là nó ăn một chừng một múi thôi là nó đã lên đường rồi đó. Rồi bây giờ mình chỉ nấu vậy với đậu phộng thôi, mình không có nấu nước dừa. Các bạn nào thích nước dừa thì cho nước dừa đây nè. À, thấy mình bỏ đông đá không nè, đó mình bỏ đông đá như vậy nè, mình để ra cho cô chú anh chị em thấy, để mình bỏ nó phí quá, tại sầu riêng mắc giá mà. Ở nhà nhà vườn nó rụng ở trong đây ha, mình gần mấy nhỏ em á, vườn nó rụng dữ lắm. Rồi nó lộn ra nó cho mình, rồi rụng trong sáng vậy nó lộn ra nó cho mình. Rồi mình cứ làm vậy bỏ vào ngăn đông nha. Rồi cô chú anh chị em nào mà nhà vườn á, nếu mà không biết á thì cũng đừng có bỏ đó, mình cứ đem về bỏ ngăn đông khi nào mình nấu gì mình lấy. Rồi cái này khi mà hồi nãy mình lấy ra cho rã đông nè, cái này đã rã đông rồi nè, mình lấy hột ra. Rồi bây giờ cái này mình sẽ cho vào ngăn mát tủ, ngăn đông tủ lạnh tiếp. Bây giờ mình chuẩn bị đi cái thau, mình cho vào một muỗng cà phê muối. Thêm môn này mình gọt xong mình bỏ ngoài, đừng cho vào vào thau nước ngâm nha. Chừng nào mình rửa thì mình rửa nha. Đó mình gọt bí khoai lang rồi cho nó hết luôn. Rồi mình đi xay đậu phộng, xay nhuyễn ra. Nó mới thơm, nó béo và nó ngon. Bây giờ mình gọt xong rồi mình bỏ vào, mình ngâm đây mấy phút nha. Giờ trong thời gian mình ngâm ở đây thì mình sẽ đi xay đậu phộng. Bây giờ mình đậu phộng mình cũng xay ra luôn rồi nữa. Giờ mình bắt cái nồi lên, mình cho tí xíu dầu vào, tí thôi nha các bạn. Dầu nóng mình cho vào miếng hành tỏi vào. Mình cho nấm vào, mình xào cho nó thơm. Xào xong rồi bây giờ mình vớt ra nha, vớt mình cho nước vô. Bây giờ mình cho nước vô nè, bây giờ mình sẽ cho tất cả vô vào một lượt luôn nè, không cần cái nào trước cái nào sau hết, cái này cũng mau chín lắm. Bây giờ mình cho đậu phộng vô luôn nha. Nồi canh này béo lắm nha các bạn. Mấy cái đen đen này là cái hành hồi nãy nó phi nó hơi bị khét á. Bây giờ mình vớt cái vỏ nè các bạn, cái vỏ đậu phộng nó nổi lên nè.
cái lụa nó phồng nó nổi lên mình vớt mình bỏ. Không vớt cũng không sao, nhưng mà mình vớt mình bỏ thấy cái nồi chè, cái nồi canh của mình nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ tiếp tục mình cho nấm vô nha. Rau củ sắp sửa mềm rồi mình cho nấm vào. Mình cho mộc viên vào. Cho bơ ấy, cho sầu riêng vào luôn. Bây giờ mình nêm vào đây nè. Nửa muỗng canh bột nêm. Hơn nửa muỗng canh đường. Nấu canh này thì nó hơi ngọt ngọt nó mới ngon nha. Một muỗng cà phê muối. Ngon quá. Sầu riêng non chứ nó cũng thơm nữa cơ. Nó cũng muốn già rồi nhưng mà nó chưa có già mấy. Khi mình bỏ rau củ quả vô mình cảm giác nó đặc quá thì mình cho thêm vào miếng nước sôi nha. Còn giờ là vậy là mình vừa ăn rồi. Ngon lắm. Bí mình cũng đã mềm hết trơn à. Phay môn cũng mềm à. Bây giờ nồi canh của mình đã chín, mình cho lá quế nha. Nấu canh này phải nêm lá quế mới ngon chứ anh chị em đừng có nêm hành nha. Nêm hành không ngon đâu. Bây giờ mình nhắc xuống nè. Bây giờ mình sẽ múc ra nha. Ngon quá. Tự nấu và tự khen luôn. Giờ món canh của mình hoàn thành rồi. Bây giờ cho chút xíu lá quế thêm lên nha. Thơm. Canh này mà nêm lá quế là rất là hợp luôn nha các bạn. Nhớ đừng nêm hành lá, hành lá nó không có thơm, nó hôi hôi. Nó không có hợp với cái này. Bây giờ mình cho thêm đây một miếng hành phi nha. Cho hành phi cho nó ngon, mình lúc nào mình cũng phi sẵn, mình để dành khi nào cần cái mình cho ra rồi. Khỏi mất công phi tới phi lui. Bây giờ món canh của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc cô chú làm món này ăn ngon miệng nha. Phay môn nó mềm mềm, nó béo béo, rất là ngon. Bí đỏ, phai lang đồ, mình nấu chung vậy là ăn ngon lắm nha. Đó, mình nếu các bạn có cô chú có dừa thì mình nấu nước cốt dừa, còn không thì mình nấu đậu phộng này ăn rất ngon. Rồi thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà cô chú anh chị em được dồi dào sức khỏe, luôn luôn được thành công trong mọi công việc. Rồi mình cũng mong cô chú yêu thương mình, ủng hộ mình nha. Mình xin chào, cảm ơn rất là nhiều.